Chào cả nhà, hôm nay là sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm một món rất là ngon ha. Món này là xuất phát có 102 từ Quảng Nam nha. Đó là món bánh kẹp pate. Đó. Thì để làm cái món này á thì rất là đơn giản. Đầu tiên là mình cần có pate. Rồi cái này là không thể bỏ qua này ha. Pate thì mình có thể làm pate gan heo hoặc là gan gà hoặc là ngon hơn nữa thì cũng gan bò, gan ngỗng cũng được, gan đà điểu, nói chung là gan con nào cũng được, nó ra pate là được. Rồi và mình cần một ít hành như thế này và thêm hành nữa ha. Nên mình là trợ thủ thôi chứ mình không phải người làm. Đấy, ok. Đó. Rồi sau khi mình có nguyên liệu như thế này rồi, làm tiếp gì nữa đâu bếp? Rồi mình sẽ đập một quả trứng. Hai quả trứng luôn đi. Đây là trứng gà nhà luôn nha. Ở đây là mình làm món này hiện giờ mình đang làm là pate gan heo heo nhà. Đây trứng cũng là trứng gà nhà luôn. Đó. Nhà có khác đúng không? Nhìn nó cũng giống gà công nghiệp. Dở thôi chứ nó nhìn ngon hơn chứ. Rồi. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Cả nhà thấy dễ ăn. Món này là Nam đi ăn nhiều nơi mà chị thấy ở Quảng Nam Đà Nẵng có thôi nha. Bánh kẹp. Thì đây là cái trứng nhân. Cái này là cái nhân chính đúng không? Đó. Cái nhân chính của nó. Bánh kẹp ta sẽ trứng ha. Sau đó là mình cần có bánh tráng. Bánh tráng là mình kẹp và mình nướng lên. Không, nướng không á. Cái này phải nước than nha. Đấy, nguồn nguyên liệu rất là đơn giản ha. Tại vì pate là mình, như chúng ta biết là nó đã có cái gia vị sẵn rồi ha, nên là mình không cần phải pha thêm bất cứ thứ gì nữa. Món nào khó đâu. Rồi, bây giờ là mình sẽ cần thêm cái bánh tráng. Mình cắt làm đây. Đây là 1/6 rồi. Đầu bếp diễn nha. Rồi ở đây thì mình cần một ít sa tế nha. Đây một ít sa tế và mình thêm một ít đường vào đây nha. Các nhà thấy ha, và một muỗng cà phê đường nha. Đó, mình trộn lên để lát nữa mình nướng mình khuếch lên đó. Ok, lát nữa mình nướng mình sẽ coi cụ thể như thế nào nha. Rồi đó nha, đó đây là được sa tế đây nha. Nó có thể nó chín được á.
là cái ba pate nó chín rồi, nhưng mà mình còn đập trứng. Thì hôm nay mình có đập trứng đúng không? Đó, đây là ngoài xíu nè. À, lửa lửa than đây nó khá là nóng. Cứ bỏ vô đi. Đó. À. Đập một mạch nữa. Đây là cái mạch kẹp. Đó. Đây, làm nó dính vào nhau lại được rồi rồi đó. Đó. Cái này không, cái này đẹp ha, đứng cái thứ hai khác liền ha. Đó, tại vì cái đầu là mình chưa có quen với cái thang. Đó. Hai, thứ ba là cẩn thận rồi đó. Không? Rất là dễ đúng không? Dễ thì thôi chứ ăn ngon lắm à. Nguyên liệu cũng dễ, rất là dễ. Tay mới xem đi, cái phần tay này mình sẽ không ok. Rồi, sau khi mà mình nướng xong cái miếng như vậy ha, thì mình vô mình cắt ha. Mình cắt nhỏ thành miếng như thế này nha. Đó, một cái miếng dễ ăn như thế này. Đây, giờ mình sẽ thưởng thức luôn ha. Đây, đó, nhỏ như thế này vừa mồm ăn nha. Được rồi. Quá ngon. Cái trứng, nó có mùi thơm của trứng nha. Pate. Pate được nướng lên rất ngon, quyện mùi sa tế, ăn hơi the the cay cay, rất là đã, có mùi hành nữa. Nói chung là ngon hơn bánh tráng nướng trong Sài Gòn ha. Rất tuyệt vời. Cái bánh tráng đến ra giòn tan luôn, tan luôn, ăn rất là đã. Rồi nhìn nè, phải lắm. Nè, đang bỏ trong lò nướng cho nóng. Được rồi luôn, đấy. Ha, đó. Cả nhà nhớ đăng ký subscribe kênh Ẩm thực và cuộc sống để mình có thể mình biết được rất là nhiều món ăn ngon ha. Cách làm rất là đơn giản nhưng mà được những cái món ăn rất là đặc biệt. Đó ha. Ngon quá. Rồi giờ là muốn mua ăn thôi. Rất đơn giản không? Nhà nhìn rất là đơn giản mà ngon lắm nha, dễ làm nhưng mà cực kỳ ngon, tuyệt vời. Ngon lắm đó, trời ơi. Nếu cả nhà thấy video này hay thì mình nhớ like, comment để ủng hộ Ẩm thực và cuộc sống, đồng thời mình chia sẻ video này để cho nhiều người khác cũng biết nha. Trời ơi, hẹn gặp cả nhà những video hay tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.